Rồi, đây là Minh Baker ha, mình đang cầm máy quay quay cho anh em xem. Thì có một anh em khán giả nói là mình có sẵn ba con, đó là CBR250 và R3 và R15M mẫu mới nhất. Thì hôm nay Minh sẽ để ba em đó để cho anh em cảm nhận thực tế nha anh em ha. Sẵn có R1 luôn nè, đó R1 thì nó to nha anh em. Nó to. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào ba em này ha. Thì anh em muốn coi thực tế nó như thế nào á thì mình sẽ quay cho anh em xem. Thì giá của em CBR250 mình đang bán sẵn báo giá luôn là chỉ có 9x triệu thôi nha. Còn em này là đúng 100 triệu. Em này là bán rồi nha anh em. Em này xe mới tới 90 mấy triệu rồi. Nhưng xe cũ bên mình bán thì chỉ hơn 70 chút xíu thôi. Rồi, đây là quay rộng cho anh em để nhìn nha, cho nhìn dễ nha. Anh em cứ ngắm nè, rồi mình quay góc này cho anh em ngắm. Rồi sẵn mình nói luôn cho anh em nè, thì CBR250RR á thì nó có công nghệ nè. Nó mắc bởi vì nó có gì anh em? Nó có ga điện tử drive by wire đó. Và nó có 3 chế độ lái đối với một con 250 phân khối. Thì những cái này thì rất là đáng để trải nghiệm ha anh em ha. Mà xe này bây giờ giá mình bán cũng rất là tốt. Đó. Và con R3 có gì anh em? R3 đời mới mình hiện tại bây giờ đã có ABS và phục upside down. Cái đồng hồ đổi mới đẹp hơn, cái đầu nó ngầu hơn. Đó, và nó cũng không có 3 chế độ lái, không có ga điện ha. Rồi qua em R15 thì rất là nhiều công nghệ. Đó, thì mình cũng đã nói clip trước rồi, anh em muốn coi thì hãy vô clip trước ha. R15M này thì có quick shift, ABS, traction control, rồi kết nối smart key, điện thoại, smartphone đó. Lộn kết nối smartphone nha anh em, mình lộn smart key, mình nói lộn bị liệu. Rồi đó, cho anh em coi ba con. Thì mỗi con đều có nét đẹp ha. Đối với theo mình đánh giá này, CBR250 thì nó có thể là nó góc cạnh hơn. Nó góc cạnh và nó nhìn nó chiến hơn anh em ha. Còn con R3 này nhìn nó điếm thúi sao á. Đó, nhìn nó mắt nó hết á, kiểu như một con rồng á anh em. Cái con mà rồng ở trong phim hoạt hình á. Đó, anh em có để ý điều đó không? Rồi. Còn con R15 này thì nó theo cái series R7 đời mới, R1 đời mới, anh em nó theo cái series đời mới. Mỗi anh em mỗi mắt nhìn. Anh em coi ba bình xăng. Đấy. Bình xăng này thì ba con đều là đó, nhựa. Nhựa. Và ốp nhựa. Đấy. Cái đuôi con CBR250 theo mình đánh giá có thể là cái đuôi đẹp nhất ha. À, theo mình đánh giá đuôi đẹp nhất, đẹp nhì, đẹp ba. Cái đuôi này thì nó vẫn chưa có cải tiến anh em. Nó vẫn bê từ cái con R3 đời cũ lên ha anh em ha. Đấy. Thì con CBR này bên mình thì có bô hàng grill rất là đẹp. Đó. Tay con Brembo nè. Đó. Bình dầu Rinoma grill nè. Đấy, đồ grill à. Mọi cái dàn này không là cũng mớ tiền anh em ha. Mà mình bán hết luôn thân xe luôn. Rất là đẹp. Rồi. Còn em R3 này thì còn đuôi zin nè, là đuôi đúc gầm, đuôi zin, biển số zin, rồi còn kính zin đó. Thì theo mình thấy thì R3 có thể là nhỉnh bự hơn chút xíu nha anh em. Nhỉnh bự hơn chút xíu. Và R15 thì nó anh em có để ý không? Nó 19110. 19110 với con R3 luôn. CBR này thì đã lên lớp lớn rồi cho nên em thấy nó sẽ hơi cái bánh nó hơi ngầu. Đó thì anh em tự đánh giá nha anh em. Về cái hệ thống ống xả thì ở R3 này vẫn là hệ thống ống xả của xe đời cũ. Còn R15 vẫn là của đời cũ nhưng mà nó cải tiến hơn một số cái ốp. Còn cái hệ thống ống xả zin của con này rất là đẹp. Anh em nào biết thì hệ thống ống xả hai bô tại nay lên bô độ rồi thì mình không có quay được cho anh em xem. Rồi anh em tự đánh giá. Tại vì sao mà mình quay cái clip này? Tại vì con này mới 98 triệu rồi ha. Con này cũ 100 triệu, con này cũng chín mấy triệu thôi. Thì nó giá giống nhau. Nếu như xe này mới, tại xe này mới ra anh em, thì anh em có nhiều sự lựa chọn nha anh em. Có nhiều sự lựa chọn. Và cùng giá thì cũng có Ninja 4 phía sau. Nhưng mà Ninja 4 không có trong cái sự so sánh này nên mình để vậy thôi. Đó anh em muốn so sánh nữa, coi nữa thì cứ coi ngoại hình nữa. Ninja 4 này nó độ rồi cho nên bây giờ mình coi cũng khó mà so sánh. Rồi
Đó, quay góc này cho anh em xem, góc ngang. Anh em muốn coi góc này nữa thì coi, tự so sánh mà anh em tự đánh giá nha. Bi ơi, Bi. Bi đâu rồi? Để mình nhờ người để xuống ngồi lên ba con xe để cho anh em nhìn cảm nhận thực tế nha. Em ngồi lần lượt, em ngồi lên R15 rồi R3 rồi CBR250 rồi cho người xem. Thằng Bi M62 à. Đó. Rồi, em ngồi R15 ha. Bao nhiêu ký? Em bao nhiêu ký ta? Đó. 53. 53 ký rồi, 53 ký. Rồi, R15. Rồi em ngồi xong hết rồi em cho anh ấy cảm nhận đi. R15. Rồi R3 luôn. Rồi qua ngồi R3. Rồi, ngồi R3 ha. Anh em coi, cái này ốm ốm vừa người. Rồi qua CBR250 luôn. Được thì xuống con Ninja 4 rồi ngồi hết rồi cho anh em mấy cái cảm nhận. Cho mấy anh em mới chơi á, thường thường mà anh em chơi rành thôi anh em biết là anh em đâu còn coi clip mình, đúng không anh em? Còn anh em mới chơi á thì mấy anh em mến mình, anh em muốn tham khảo về xe thì anh em sẽ vô kênh mình anh em coi. Đó cũng là cái nguồn động lực để mình làm clip dành tặng cho anh em. Rồi em được xuống em ngồi con N4 luôn. Rồi em đánh giá luôn một lần. Rồi cảm nhận được hết chưa? Cái thế ngồi chưa? Rồi qua đây cầm mic nói nè. Rồi thì cảm nhận đầu tiên đi, từng con em ngồi trước là con R15. R15 này nó hơi cao. Lại chạy nó cũng hơi mỗi lần xíu. Còn R3 hả? Đó thì ok, R3 thì chạy đỡ hơn xíu. Nó chạy nó lại nó lùng hơn con R15 xíu nữa. Rồi qua con CBR250. CBR20 thì em nghĩ là chắc là chạy là nó mỏi hơn R15 á, tại nó dạng thuần sport rồi. Hơi chuối xíu. Chiều cao sao? Chiều cao thì em con R15 cao nhất nè. Con CBR lại cao nhì, con R3 thì lùng. Rồi xuống Ninja 4, ngoài lề Ninja 4. Ninja 4 thì nó là, em cảm thấy là nó là chạy thoải mái nhất. Thoải mái nhất đúng không? Yên nó không cao quá, nói chung là trong ba nó là lùng nhất á. Tại ghi đông nó cao nhất luôn. Chạy nó dạng sport GT chạy nó nói chung là ok. Nhưng mà nó mạnh nhất. Đúng rồi, nó mạnh nhất luôn. Mạnh nhất, Ninja 4 là mạnh nhất nha anh em lưu ý nha. Okay. Ninja 4 là mạnh nhất. Rồi, đó là những cái chia sẻ cơ bản cho anh em mới tập chơi xe. Mình đã chia sẻ tới cho anh em. Rồi em có thể sắp xe lại giùm anh luôn ơi. Cho mấy xe lui về cung lại, sắp lại gọn gàng. Rồi. Đó thì trong cái thời gian sắp xe thì mình cũng chia sẻ với anh em là đó là những cái cảm nhận mà mình đã đưa ra cho anh em. Thì anh em có thể có nhiều sự lựa chọn nha anh em nha. Đó, và khi anh em mà mới chơi thì anh em thích phân khối nhỏ mà anh em thích bảo trì ít thì anh em có thể chọn R15, nó cũng cùng giá tiền chín mấy triệu. Thì cái xe này mới ra cho nên xe cũ nó cũng ít lắm anh em. Và R3 cũ thì mạnh đó, còn công nghệ thì CBR, còn muốn mạnh nhất thì Ninja 400, tùy theo anh em lựa nha. Đây là sở thích của mình thích chơi cái gì thì mình chọn cái đó đó, theo cái sở thích của mình. Em cứ để đó để anh quay clip TikTok cái còn clip nữa. Rồi anh em cứ chọn theo cái sở thích của mình nha, cứ thích cái gì thì chọn cái đó theo cái thích mình chơi. Ví dụ như đại ca đây nè, đó đại ca đây là khách bên mình là mấy xe rồi, ảnh thích CBR250, đây chiếc 250 của ảnh nè, rất là đẹp. Đó, khi mà khách mua xe bên mình là bên mình vẫn có chăm sóc, giờ này tối rồi nhưng mà anh em thấy em xe vẫn bóng. Thì mua xe bên mình thì mình có chăm sóc xe cho anh em nữa nha. Mà anh em thấy có để ý là coi clip bên mình là những xe mà được mình chăm sóc thì lúc nào nó cũng bóng bẩy và đẹp đẽ nữa. Không phải là một phần là bên mình chăm sóc tốt đâu, đó là một phần là mình đã training mình hướng dẫn anh em cách chăm sóc xe á, cho nên cái xe của anh em lúc nào cũng trọn vẹn và cực kỳ tốt. Đó, rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha. Thì nếu như có cái điều kiện gì, mình có nhiều xe gì thì mình phát triển hơn, mình có cái gì thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ đem đến cho anh em những cái clip thực tế nhất có thể để anh em chọn cho mình một cái con xe ưng ý với sở thích cá nhân của mình nha anh em. Rồi và ở đây là mình sẽ bye bye và chào tạm biệt ha. Thì ở đây hiện tại bên thiếu người và mình vẫn cầm máy quay, mình quay cho anh em thấy toàn diện hết mức có thể. Đó, rồi ok anh em ha. Vậy nha, chào tạm biệt anh em, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe.
À, và đây là số điện thoại của mình. À, rồi để quay thêm cho anh em là cái địa chỉ của mình. Đây vận chuyển cứu hộ. À, anh em địa chỉ của mình nè ha. Số nhà đàng hoàng nha anh em. Đó. Anh em thấy địa chỉ không? Đây. Đó, những anh em mà chưa biết mình. Còn anh em mà khó tìm nhất là nhà mình nè, nằm sát bên trường trung học cơ sở Phú Định, phường 10 quận 6 anh em thấy không? Để mình zoom lên cho anh em nghe. Đó. Anh em nào mà không tìm ra thì cứ Google tìm trường trung học cơ sở Phú Định, nhà mình nằm bên hông trường luôn nè đó. Đó, nhà trường nè, mình nè. Đó, anh em thấy chưa? Đó, và rất là dễ. Rồi, chào tạm biệt anh em ha. Như vậy là xong clip, để mình cho thằng em này về luôn, mới bảo trì bảo dưỡng bên mình xong. Rồi, ok.